Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 0 giờ ngày 8 tháng 10, đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam sẽ có màn so tài tại lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau hai trận đấu đầu tiên đều nhận thất bại, thì cả đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam đều muốn giành chiến thắng ở trận đấu này. Áp lực dành cho đội tuyển Trung Quốc là lớn hơn khi đội bóng của huấn luyện viên Li Tie dù sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch ở nhóm hạt giống cao hơn đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển Oman, nhưng lại đang đứng cuối bảng B. Trong đội hình của đội tuyển Trung Quốc, huấn luyện viên Li Tie có 3 cầu thủ nhập tịch đáng chú ý là Enkeson, Aloisio và Alan. Trong số này thì tiền đạo Enkeson là người được huấn luyện viên Li Tie sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn chưa ghi được bàn thắng và cũng chưa có đường kiến tạo nào sau hai trận đấu đã qua. Trong khi đó, Aloisio và Alan được vào sân từ băng ghế dự bị nhưng cũng chưa để lại nhiều dấu ấn về mặt chuyên môn. Họ chưa thể kết nối tốt nhất với các cầu thủ bản địa trong đội hình của đội tuyển Trung Quốc. Theo thống kê của Sofa Soccer, đội tuyển Trung Quốc tung được 10 cú dứt điểm ở hai trận đấu đầu tiên với đội tuyển Australia và đội tuyển Nhật Bản, nhưng không có cú sút nào trúng đích. Nếu so sánh với đội tuyển Việt Nam, thì hàng công của đội tuyển Trung Quốc gây thất vọng quá lớn, bởi ở hai trận đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã có 14 cú dứt điểm trước hai đội bóng mạnh là Saudi Arabia và Australia. 3 trong số đó đi trúng đích và có được một bàn thắng. Mặc dù hàng công của đội tuyển Trung Quốc thể hiện sự yếu kém sau hai trận đấu đầu tiên, nhưng huấn luyện viên Li Tie không có quá nhiều sự lựa chọn để thay thế. Ông và các học trò của mình đã ra nước ngoài rèn quân hơn 40 ngày qua, mượn sân của UAE và trước đó là Qatar để tập luyện và thi đấu. Khó khăn trong việc bổ sung những nhân tố mới nên nhiều khả năng huấn luyện viên Li Tie sẽ không có bài mới mà tiếp tục sẽ vận hành đội tuyển Trung Quốc theo sơ đồ 4-5-1 như hai trận đấu đã qua. Theo một số tờ báo của Trung Quốc, sơ đồ 4-4-2 cũng là phương án mà nhà cầm quân sinh năm 1977 có thể sử dụng. Tuy nhiên, dù sử dụng sơ đồ 4-5-1 hay 4-4-2 thì bộ khung và cách tiếp cận trận đấu cũng như cách chơi của đội tuyển Trung Quốc được dự đoán không có nhiều sự thay đổi. Nhiều khả năng, đội tuyển Trung Quốc vẫn sử dụng bóng dài, bóng bổng là vũ khí để đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Thống kê của Sofa Soccer cho thấy đội tuyển Trung Quốc đã sử dụng tới 130 đường chuyền dài và 15 đường nhồi bóng bổng nhưng đều chưa mang lại hiệu quả. Mấy hàng thủ của Australia và Nhật Bản có chiều cao tốt và hóa giải thành công. Số liệu thống kê cũng cho thấy chiều cao trung bình của đội tuyển Trung Quốc xấp xỉ 1m82, trong khi đó đội tuyển Việt Nam là 1m76. Nên bóng bổng là phương án khả thi nhất để đoàn quân của huấn luyện viên Li Tie tiếp cận khung thành của Bùi Tấn Trường. Nhất là khi các mũi tấn công của họ không phải là những người có kỹ thuật tốt, xoay sở hay trong phạm vi hẹp. Mặc dù vậy, sự hiệu quả của phương án này vẫn là dấu hỏi bởi đội tuyển Việt Nam dù có chiều cao khiêm tốn nhưng lại chơi phòng ngự bóng bổng khá tốt. Ở trận đấu với đội tuyển Australia, đội bóng có chiều cao trung bình tốt hơn cả đội tuyển Trung Quốc. Dù bị đối phương tạt bóng tới 17 lần, nhưng Quế Hoài và các đồng đội đã chơi hay. Việc khóa chặt hai biên không cho các mũi tấn công của đối phương xuống sát đáy biên khiến những cú tạt bóng của đối phương thiếu đi sự hiệu quả. Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam chỉ bị đánh bại bởi một quả tạt xuất thần và chịu bàn thua duy nhất ở phút thứ 43. Xét về mặt chuyên môn, đội tuyển Trung Quốc bị đánh giá thấp hơn cả đội tuyển Australia. Sự linh hoạt trong cách chơi, tổ chức tấn công cũng không được đánh giá cao bằng đội bóng của huấn luyện viên Graham Arnold. Tất nhiên, bóng đá không phải là những phép tính cộng trừ và càng không có tính chất bắc cầu. Tuy nhiên, nếu hàng công của đội tuyển Trung Quốc vẫn chơi nhạt nhòa và hàng thủ chơi tệ như hai trận đấu đã qua, đội bóng này có thể sẽ bị áp lực từ truyền thông, dư luận nước nhà cũng như sự nhanh nhẹn và sắc bén của đội tuyển Việt Nam trừng phạt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của trận đấu này? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.